Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa hô, anh khớp đón em về chính rồi. Mà pháo bay nổ cung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em xuống. Biết đâu sau này ở một nơi rất xa, ta sẽ xây ba căn nhà nuôi thêm một bầy nhóc nha. Em sẽ không quên hỏi rằng hỏi anh mỗi đêm, nếu không phải anh sẽ là ai? Đất à? Không phải, là đồng lòng. Trong cả